là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Đầy dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó mới 17, 18. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô, lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ, tôi quen ở trong chùa. Nhưng mà khi anh quen em rồi, anh còn đầu không? Còn anh. Trong cái thời gian quen á, những bạn gái cũ á, hay nhắn tin, rồi rủ đi ăn sáng. Cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Ủa, là sao? Em kể tiếp đi em. Có nghĩa là... Tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy, đã thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám. Hai đứa. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. Em trung say đắm quá. Dạ. Hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Và em giới em hát nhóm The Queen, đánh DJ thêm. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Tính ra là cũng 14-15 năm. Cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Lúc đó em thấy cũng xinh xinh, chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Hồi xưa là hot boy. Em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là tin tưởng an lắm. Tâm đúng không? Đúng rồi. Do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nhiều khi nó thích á, nhưng mà làm bộ nó không thích. Em có cảm giác gì không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Rồi sao quen? Lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó lao láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại... Vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú đúng ý anh. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý tới. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Mấy đứa em á rủ đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em. Xong xuôi lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Đầy dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô, lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Trong cái thời gian quen á, những bạn gái cũ á, hay nhắn tin, rồi rủ đi ăn sáng. Cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Ủa là sao? Em kể tiếp đi em. Có nghĩa là... Tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy, đã thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Xong là bà giận em. Bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Trong lúc đó thì ca sĩ này nọ kia lên tập đi chung với người ta ăn uống thì đó cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghé ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý. Dằn mặt nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn đó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà.
khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... cao. Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ông thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ông suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ông biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ông nói ông quyết định, ông chọn em, thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ thì, nhưng mà gia đình có biết nhau không? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời ơi, la không cho quen mà. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ cũng trẻ lắm. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, năm mấy. Đó. Nói chung là ông cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, cái chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Cái nói cái ba em nghe, cái ba em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại. Bớt tự nhiên lại thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ừ ba ơi con muốn có vợ. Nhắn với ba Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. Trời đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Em nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm, lúc đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Định ngày cưới xong xuôi hết rồi thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Rồi đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu? Xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại vì về được năm ngày, về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, tính ra là 19. Tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc đêm đồng phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng. Cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Dạ đương nhiên là phải có. Dạ, trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? 8-9 năm rồi. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ, giấu. Run rẩy lắm, Không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính hỏi thẳng luôn đó. Rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không không được vậy. Mày phải nói với lại vợ mày sao?
lên bàn thờ ông bà rồi hứa hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối được. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ. Thôi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em vụ ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Em biết cái vụ đó không? 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu. Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Xấu với vợ em thì dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở? Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì hết nấu sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với là chiên trứng thôi. Hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Còn có biết rửa chén không? Cái con em nó nói, mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Dạ hai lần luôn á. Trời ơi. Rửa được tới hai lần trong 13 năm á, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Dữ lắm anh ơi. Dữ thì mới giữ được em đó, đúng không? Cực dữ. Dữ cỡ nào đâu em? Cực dữ. Xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Sáng dậy còn chửi tiếp. Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao để kiếm show cho em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là tới sáng. Trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà em vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Em xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai. Cái đó tật rồi. Nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà trong khi quạo, đúng quạo luôn. Mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Mà mua một lần mua về, em mua 2-3 phần. Cho không, ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Ăn gì á? Bạn anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm cái đầu, ghê hồn luôn. Rồi sao nữa cưng? Đó, rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Bớt nhậu lại. Dạ. Rồi giờ Đạt mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em thì muốn bà hiền chút thôi. Trời, nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhữ nó la lối thôi. Thì giờ á 50-50 đi. Từng 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng. Nghe. Dạ. Ôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai.